đi xuyên vào màn đêm tối của hang tiên ở ngọn núi Lồng. Chúng tôi đang bước đến cánh cửa thế giới thiêng liêng ngự trị trong đời sống tín ngưỡng của người dân xã Cao Quảng. Không chỉ đơn thuần là vượt thử thách, khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên, hang tiên còn gắn liền với câu chuyện kỳ bí về các vị thần đã làm cho hành trình của những người khám phá càng trở nên đặc biệt. Giữa chốn thâm u, hang tiên ẩn mình trong vách đá và như một đường hầm bí ẩn. Bước vào hang tiên với mong muốn vén bức màn kỳ bí đã thôi thúc chúng tôi vượt lên hiểm nguy, tiến sâu vào bên trong miền cổ tích. Di chuyển tầm 50m ở trong lòng hang thì chúng tôi bắt gặp những luồng gió thổi vào người rất là mát. Theo những người dân địa phương cho biết thì đây là đoàn hang gió. Và địa hình ở trong lòng hang thì khá đa dạng, có những khối thạch nhũ đẹp, những bãi đá, bãi cát còn nguyên hơi ẩm như có dòng nước vừa mới chảy qua đây. Bất kể mùa đông lạnh buốt hay mùa hè nắng hàn, hang tiên luôn ẩm ướt và có nhiệt độ thấp hơn môi trường bên ngoài. Đúng như tên gọi cửa gió, đoàn hang quanh năm cuồn cuộn những luồng khí thổi mình vào màn đêm bật lên tiếng rít hoang vu. Cửa gió cũng là nơi người dân địa phương vẫn kể về truyền thuyết những vị tiên thổi sáo hay câu chuyện các vị thần trêu đùa con người bằng những âm thanh kỳ quái. Với những người dũng cảm, khi vượt qua cửa gió, dù gặp phải bất cứ điều gì, họ vẫn can đảm bước tới. Nhưng cũng không ít người chẳng thể vượt qua được nỗi sợ hãi, đành bỏ cuộc trở về. Trên cao gió hú, dưới mặt đất là những khối nhũ uốn lượn như chân ruồng bậc thang. Dòng sông chảy ngầm vẫn lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối hàng trăm hàng triệu năm. Hang tiên cổ xưa vẫn trầm tĩnh mặc cho thời gian trôi qua, mặc cho thế giới vạn vật đang biến đổi. Bên trong núi đá vôi, mẹ thiên nhiên vẫn miệt mài nhào nặn nên những công trình tuyệt mỹ. Đối với người dân Cao Quảng ở đấy thì hang tiên không những là nơi để người ta đến để mà thưởng ngoạn cái cảnh đẹp nữa, mà người ta còn trước đấy thì người ta còn đến đấy để làm các cái nghi lễ như là nghi lễ cầu mưa. Thì nghi lễ cầu mưa đó là trước đấy theo các cụ kỳ lại thì trời vào những cái lúc mà trời nắng hạn hạn lâu lâu dài thì
các cụ là trong làng bắt đầu mới dùng con chó đến á, bắt đầu cắt lấy cái đầu của nó, bắt đầu đưa vào ở chỗ vực sâu ở chỗ phía ngoài hang đó và thả xuống phía dưới đó. Thì sau khi họ thả xong họ về thì trời đồng và đổ mưa rất là lớn. Dài như sự tưởng tượng của con người và bí ẩn như những dòng sông chảy ngầm dưới những lèn núi đá vôi. Hang Tiên có chiều dài bao nhiêu km? Điểm cuối cùng của những con đường hầm trong lùng núi đá vôi là gì? Chúng tôi thực hiện hành trình khám phá Hang Tiên cùng những chàng trai cao quảng, những người đã từng đi hơn nửa ngày đường trong lòng hang. Họ đã từng vượt qua cửa gió đến với cửa nắng, vượt qua chiếc cầu âm dương để đến với cửa mưa. Họ nói với chúng tôi rằng cứ mỗi lần đến với Hang Tiên là một lần vượt qua cảm giác hồi hộp. Với chúng tôi, những người lần đầu tiên chinh phục Hang Tiên, cảm giác thật khó nói bằng lời. Một chút lo lắng, sợ hãi, nhưng lớn hơn tất cả là khi vượt qua chính mình, chinh phục những khó khăn, thách thức. Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã từng tiến hành thám hiểm Hang Tiên cách đây hơn 10 năm. Mặc dù chưa đi hết, nhưng họ đã dừng lại sau chặng đường 5 ngày liên tục di chuyển. Trong nhật ký thám hiểm đã ghi lại rằng hệ thống hơn 10 hang động lớn nhỏ tại xã Cao Quảng có địa hình vô cùng hiểm trở và nhiều hang đá, trong đó có Hang Tiên mang giá trị cảnh quan tuyệt mỹ và chứa đựng các giá trị khoa học về địa chất, địa mạo. Ở Cao Quảng thì có trên 10 cái hang lớn nhỏ, nhưng trong đó có 3 cái hang là được Hoàng gia Anh khám phá. Trong 3 cái hang mà Hoàng gia Anh khám phá đó có rất là nhiều vẻ đẹp hùng vĩ hoang sơ. Những người dân địa phương vẫn chưa đi hết hang này. Còn đối với chúng tôi thì đã có những giờ phút trải nghiệm hang động này thực sự hấp dẫn. Quý vị và các bạn hãy một lần đến đây để trải nghiệm cảm giác này.